Xin chào mọi người đến hội thảo hôm nay. Thì giống như mấy lần trước, trước khi bắt đầu mình mời hai tập của mình và hai tập của mọi người và team của mọi người và team của mình vào không gian này để tạo cái không gian để cho mình có thể chia sẻ và mọi người có thể nhận kiến thức này và dễ dàng tiêu hóa nó. Và chủ đề hôm nay là hợp đồng linh hồn và dạng cấp linh hồn là đề tài của thầy Kes tuần này trong hội thảo 333. Mặc dù ông ta không nói rõ ràng, nhưng đó là ý ông ta khi mình giải thích rõ ràng khoa học hơn. Và để giới thiệu đề tài đó, mình cũng chia sẻ trong Facebook về sự khác biệt về trình độ nhận thức. Để trước khi bắt đầu về đề tài này, mình phải cho một chút tài liệu để hỗ trợ để hiểu biết rõ ràng hơn về định nghĩa về trình độ nhận thức. Trình độ thì có thể nói về mặt 3D của con người, trình độ liên quan với con người thông minh như thế nào và hiểu biết như thế nào trong thế giới gọi là 3D. Nhận thức là khả năng của con người khi mà áp dụng hiểu biết của linh hồn. Trình độ là cái hiểu biết của bản ngã, của cái trí tuệ của 3D của mình. Và nếu mà nhiều người đã đi tham gia công nghệ này cũng đã biết, khi mình chia sẻ kiến thức này có một số người không có thể chấp nhận được hay là tiếp nhận được. Đó mình có thể nói là họ chưa đủ trình độ. Nghĩa là nếu mà nói một cách khó nghe là trình độ chưa đủ để hiểu biết được công nghệ này, dù mình giải thích bao nhiêu nó cũng vô dụng. Cũng giống như là giải thích con nít 2 tuổi vào kiến thức đại học, nói cái trình độ của người không có, khi một cái nó không có đủ nhận thức để hiểu rằng và nhận thức được ra cái giá trị của công nghệ này đối với bản thân của họ và xã hội. Nên trong về hai bề mặt về công nghệ này, nó có một phần về trình độ và nhận thức để hiểu được về công nghệ này. Để có được trình độ và nhận thức cao, nó liên quan với hợp đồng linh hồn và dạng cấp linh hồn của con người. Tại vì linh hồn trẻ nó không đủ bằng nhiều mà có linh hồn già tuổi. Thì mình có thể, tại trong cái chia sẻ này, mình dùng cái phim hoạt hình Đấu Đa Lại Lục để giải thích về cái chênh lệch và cái khác biệt của linh hồn trẻ, linh hồn già. Thì mình có thể nói rằng là một cái quá trình tiến hóa của con người trong nhiều kiếp, nhiều thời gian để hiểu biết được đến mức độ ngày hôm nay. Thì trong phim này họ có thể trong một cuộc sống, một cái giai đoạn có thể đến một cấp đến 100, nhưng thật sự trong cuộc sống con người để đến một giai cấp nào đó, nó mất ít nhất một kiếp, hai kiếp, ba kiếp hay là bao nhiêu kiếp phụ thuộc cho mỗi con người. Thì ai muốn hiểu thêm về cái chia sẻ này có thể vào Facebook để đọc để hiểu biết thêm về cái cấp giai bậc. Tại vì người ta không hiểu nhân loại chia ra nhiều, nó là linh hồn trẻ hay là linh hồn lớn tuổi, gọi là dạng cấp của linh hồn. Có một linh hồn có thể dạng cấp, ví dụ đi hồn tỷ là khoảng 1/10, có linh hồn có thể có đến cao hơn một chút xíu là linh hồn già, có thể gọi là hồn đấu la là cấp 41 đến 90. Nó phụ thuộc theo giai đoạn cuộc sống của con người và phát triển của linh hồn. Và cái chênh lệch nó rất là khác biệt, rất là lớn, cũng như so sánh về nếu mà nói về nhận thức và trình độ mà nhận thức, mình có thể lấy mình thú vật để so sánh để dễ hiểu biết hơn về cái khác biệt của nó. Trí tuệ hay là trình độ của con gà và nhận thức của con gà nó không bằng con chó. Mình hình dung là mỗi người có thể đồng ý về chủ đề đó. Và con chó với con người khác biệt như thế nào?
con người thông minh hơn hay là con chó thông minh hơn, nó phụ thuộc về con người nào và giai đoạn nào. Thì một chút xíu mình giải thích thêm rõ ràng về chủ đề này. Đây là giải thích thêm về gọi là, nếu mà nói về tâm thức con người và ADN của con người, nếu mà nói cái vòng tròn ở đây ở chính giữa màu đỏ, có thể là ok tâm thức của một người, một ADN thì nó nhiều như thế thôi à. Trong cái lĩnh vực này là cái tâm thức con người, mình phải dùng cái định nghĩa là cứ là tâm thức, ý thức và nhận thức. Mình thấy tâm thức là cái awareness, cái nhận, là cái trường đến bao bao la bao lớn, và trong cái trường đó gọi là cái nhận thức, như là mình có thể hiểu hết. Cái nhận thức là cái khả năng tối đa mình có thể nhận thức hết, hiểu được hết những gì trong cái tâm thức này. Cái khả năng gọi là potential mình có thể hiểu được. Và ý thức nghĩa là cái thực tế trong cuộc sống mình đã hiểu đến giai đoạn nào, đến tối đa của khả năng của mình hay là đến 50% thôi. Đó là cái khác biệt về gọi là ý thức hay là trình độ và nhận thức. Và khi mà con người phát triển thêm có hai ADN mà đi vào cái trường của họ rộng hơn, cái tầm nhìn họ lớn hơn, vì cái trường họ sẽ đi xa hơn. Ba ADN mình sẽ lấy cái vòng vàng ở đây nè, là cái trường rộng hơn. Những mấy người trong một ADN không có thể đoán được cái gì, nhìn thấu được cái người trong ba ADN tại cái trường họ xa qua cái tầm thức của họ. Và giai đoạn con người bây giờ thì khoảng có ba ADN và họ đang ghép ADN thứ tư là ương xa thứ tư và sống và nhân ái tình thương hơn. Nhưng cuộc sống bây giờ vì họ có ba ADN thì họ sống theo cuộc sống về cái tôi của mình nhiều hơn. Và khi mà mình phát triển tại mấy cái gọi là cái trường này, màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh, nó liên quan với ADN cũng giống nhau. Mình chỉ đã ghép ADN vào thì cái trường mình sẽ rộng hơn và cái tâm thức mình cũng mở rộng hơn. Đó là cái đường tiến hóa, cầu tiến hay là tu hành để mình thu hút năng lượng vào để mở rộng tâm thức của mình. Và làm sao mình mở rộng tâm thức, làm sao mình tu hành, làm sao mình lấy năng lượng đó. Tại vì mọi thứ trên thế giới này là năng lượng, bạn không cần làm gì hết trơn, mình có thể ngồi yên, mình có thể lấy năng lượng trong vũ trụ từ từ. Hay là mình ý thức hơn là mình, đó là ý thức hơn là những mấy người đi tu hành, họ đi xóa bỏ những suy nghĩ giới hạn để họ có thể lấy năng lượng tối đa. Thì mỗi người có cái khả năng lấy nhau, như nhiều người có cái lượt cái lọc ra, lọc ra nhiều thứ. Nhưng nếu mình bỏ hết những mấy cái lọc đó thì mình lấy nhiều năng lượng hơn. Nếu mình lọc ra mình có thể lấy ra 10%, 1%, 80%, đó tùy theo con người bị thôi miên hay là có bao nhiêu lọc để cho họ không lấy được nhiều. Khi mình sống ý thức hơn, mình nhận thức hơn trong cái quá trình mà muốn cầu tiến, khi mình đi con đường gọi là mở rộng tâm thức thì mình bỏ những cái giới hạn đó xuống để mình thấy năng lượng nhiều. Đó là một cách để thu hút năng lượng trong mọi trường. Một cách khác để lấy năng lượng trong môi trường là qua cái thực phẩm mình ăn, cái gì đó là cái năng lượng bỏ vào cơ thể của mình, hay là mình buông bỏ những cái giới hạn của mình và cái tâm thức mình sẽ mở rộng. Tại vì mấy cái năng lượng thấp nó sẽ kéo mình xuống những suy nghĩ giới hạn, những cái cảm xúc hận thù ganh tị, đó là những cái suy nghĩ và cái năng lượng trong cơ thể mình nó kéo mình xuống. Khi mình bỏ đó thì tâm thức mình sẽ mở rộng ra. Đó là một cách để nâng tần số mình lên. Có một cách khác để lấy lại cái hơi thở. Khi mình thở vào là mình đã lấy năng lượng trong vũ trụ rồi, đó là cái cơ bản. Thì mình không cần làm gì hết trơn, những cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình là một cách lấy năng lượng. Lấy nhiều hay chậm là phụ thuộc theo mọi người thôi, là cái mong muốn của mọi người. Mục đích là mở rộng tâm thức của mình để bằng cái nguồn gốc. Nếu mà con người ở đây, ví dụ đi là khởi đầu ở đây trong cái đỏ, mà cái gọi là cái nguồn gốc là màu màu tím ở ngoài đây, là trong cái quá trình của mình là mở cái trường mình để bằng cái trường ở ngoài, là cái trường ở đây ngoài tím, là cái trường nguồn gốc, là mình nguồn gốc đã thành cái một. Đó là cái quá trình cầu tiến, quá trình tu hành, quá trình tiến hóa của con người, là mở cái rộng cái trường của mình để thành to lớn giống bằng cái trường của nguồn gốc. Thì đó là một giai đoạn rất là dài.
bổn phận của con người trong giai đoạn này là thu hút năng lượng và cái trải nghiệm và những phương pháp khác mình thấy phù hợp tùy theo mục đích của mọi người. Tại vì chương này thầy các chia sẻ về, thầy có một người hỏi làm sao tôi kết nối với linh hồn của tôi được đây, thầy các nói máy bay vật chất quá, tại sao phải thấy và tại sao phải nghe linh hồn của mày, tại có người lúc nào cũng muốn nghe. Ok, để mình tiếp tục tại nãy bị kết mạng. Thì khi mà con người muốn kết nối với linh hồn mình, họ lúc nào cũng muốn nghe cái gì, một cái hướng dẫn rõ ràng. Thật sự nó không có rõ ràng, nó cũng rõ ràng mà không giống như người ta suy nghĩ. Thì thầy Cass nói mấy người vật chất quá, lúc nào cũng muốn nghe, muốn thấy, muốn người khác xác nhận. Cái mình cần làm là cái cảm nhận, nghĩa là để hiểu biết được linh hồn của mình, phải biết thì bản thân của mình là già là sao, là phải biết cảm nhận. Cảm nhận là gì? Là sống qua cái lương tâm của mình, cái tim của mình, chứ không phải bản ngã và suy nghĩ của mình, là cảm nhận mọi thứ. Cảm nhận phản ứng của mọi người, cảm nhận cái môi trường. Để mình có thể hiểu gần rõ ràng hơn. Để làm sao cho mình cảm nhận được, đầu tiên là phải chậm lại, định tâm lại, để mình có thể lưu ý và sống chú ý hơn. Để mình không chạy theo cái cuộc của suy nghĩ và cảm xúc. Đó là tại sao ta có phương pháp để thiền hay là làm những gì mình thích, để cho mình sống chậm lại, để mình có thể lưu ý và chú ý mọi thứ. Khi mình lưu ý và chú ý mọi thứ thì mình có thể lắng nghe được cái tâm của mình, cái lương tâm của mình. Lương tâm của mình là cái GPS để hướng dẫn mình sống làm sao đi con đường của linh hồn của mình qua cái lương tâm. Tại nhiều người bỏ cái lương tâm của họ để sống vào cái lợi ích, họ lá thịt ra cái lợi ích phù hợp hơn, nhưng mà là trái lương tâm của họ. Để sống, để nghe được linh hồn, phải nghe cái lương tâm của mình, nghe cái cảm nhận của mình. Và thầy Cass xin chia sẻ những mấy cái sản phẩm này để giúp cho con người định tâm trở lại, để họ có một kết nối mạnh mẽ hơn với linh hồn của họ, để họ có thể chậm lại cuộc sống để nghe linh hồn của họ, nghe cái lương tâm của họ rõ ràng hơn, và nó sẽ ổn định cơ thể của họ. Linh hồn của mình cũng lúc nào cũng đó, nhưng cái cơ thể của mình là một cái cản trở, nên mình làm cái cân bằng cái cơ thể của mình. Nên thầy Cass đưa ra một số sản phẩm cũng giống như xà bông này. Khi mọi người dùng xà bông này mỗi ngày, là cái trường của xà bông này giúp cho mình cân bằng cơ thể, cân bằng cảm xúc và cân bằng những người xung quanh. Thì mình đang phát cái trường khác hơn trước đây, không phải cái trường mà hỗn loạn hay là mất cân bằng, mà cái trường của năng lượng này giúp những người xung quanh cân bằng trở lại. Khi bản thân của mình cân bằng, môi trường cân bằng, thì cái tần số sẽ cao, mình sẽ chuyển đổi. Thì những cái sản phẩm dù đó là xà bông hay là một cái chút này để cho một tóc một mạng hay là cái đèn cái lo này nó phát được cái trường xung quanh, hay là cái cup of man này người ta làm sẵn rồi, mình làm cái này để kết nối với nó. Thật sự cái cup of man là giúp cho mình đối diện bản thân của mình, cảm nhận cái môi trường xung quanh. Thật sự mình không cần cái tóc nhân loại này, nhưng nếu mình sống ở cái lương tâm là mình nghe lương tâm. Khi người đối diện của mình, dù đó là bà xã, anh em, bạn bè, gia đình, khi mình dùng lương tâm để nghe người ta nói và cái cảm nhận thì mình sẽ hiểu được, chứ sẽ không phải nghe bằng cái bản ngã hay lỗ tai mà không lưu quý về trực giác và cảm giác của mình. Mình chỉ cần nghe cái lương tâm của mình là mình biết áp dụng và kết nối với mọi thứ như thế nào. Tại cái cốc nhân loại này giúp cho mình áp dụng cái lương tâm của mình, buông bỏ cái bản ngã xuống, buông bỏ những suy nghĩ lợi lộc cá nhân, mà dùng cái lương tâm cảm nhận để khám phá và để trải nghiệm thế giới này. Và cup of life là một cốc một mạng, một là hai, giúp cho cân bằng cơ thể, giúp cho bằng cân bằng cảm xúc, đặng cho mình có thể làm người quan sát, đặng cho mình sống chậm lại, không bị kéo theo cái cuộc sống. Nó giúp cho mình cân bằng cơ thể và cảm xúc, giúp cân bằng mọi trường,
giúp cân bằng mọi thứ. Tại vì mấy cái sản phẩm này nó không phải riêng biệt đâu. Sản phẩm Cup of Life này, nó sẽ kết nối với sợi bông này, kết nối với cái đèn này, kết nối với đủ thứ để tạo một cái trường quá cầu to lớn hơn, để tạo một cái nền tảng cơ bản để mọi người có thể cân bằng. Nó sẽ cân bằng nguyên thế giới, cũng giống như con đường nông nghiệp. Khi mình chia sẻ con người, cái vườn nông nghiệp này sẽ kết vườn nông nghiệp khác, để tạo một cái mái tròn hay là cái quả cầu an lành trên nguyên thế giới này. Một cái trường kết nối. Khi mình ở trong cái môi trường đó, cái tâm thức mình sẽ mở rộng, tại mình đang lấy những mấy cái năng lượng đó hàng ngày. Mình uống CO2 và kẽm, hay mình lấy năng lượng trong môi trường đó hàng ngày, là mình sẽ từ dần dần mở rộng tâm thức của mình, nâng tần số mình lên từ từ. Đến cái giai đoạn mình có thể làm minh chứng bản thân, đó là một cái quá trình, nó phụ thuộc cho mọi người lấy được bao nhiêu mấy năng lượng này. Khi mình đa nghi thắc mắc, không tin về công nghệ này, bạn không lấy một tí nào đâu. Tại mình đã lọc ra hết trơn rồi, đó là bản thân tự mình giới hạn, chứ không ai giới hạn mình hết trơn. Tại mình đã đầu tiên rồi, không tin, không muốn. Thì mình đã trả lại trong một ít mục tiêu của thầy khác, khi ông nói là, ông dùng cái thí dụ khi mà ta hỏi ông, làm sao tôi sẽ kết nối với linh hồn của tôi, làm sao tôi nghe nó hướng dẫn như thế nào. Thì ông đưa cái thí dụ, ở nước ngoài khi mà đi khi bằng lái cái xe thì học sinh cầm tay lái đi vòng vòng, người hướng dẫn ngồi bên phải, nhưng người hướng dẫn lúc nào cũng có một cái thắng kế bên, có thể định hướng cái tay đạp khi mà cần thiết để ngừng cái xe cho lợi. Nhưng ông ta dù không nói gì, không làm gì, ông ngồi kế bên, nhưng ông sẽ hướng dẫn người học sinh đó đi từ khởi đầu và trở lại một đi vòng vòng để thi, để thử thách và trở lại mục tiêu. Mà người hướng dẫn đó là ông instructor, ông thầy dạy xe, ông sẽ định hướng mình sẽ đi như thế nào. Dù mình là người bác tài, mình là người nắm lái xe, nhưng ông ta là một người hướng dẫn. Cũng giống như mình trong cái xác này, mình tưởng mình là bác tài, thật sự linh hồn của mình đã định hướng đi như thế nào, quẹo trái, quẹo phải, ngừng chỗ nào, đi chỗ nào, đến đâu, đã là quyết định hết trơn rồi. Mình cứ ngồi đó mà quan sát thôi. Cũng như ở đây, cái bản đồ này gọi là spiritual map of life, là cái bản đồ cuộc sống. Ở bên phải, ở đây là cái bản ngã của mình và cái linh hồn nó rộng to lớn đây. Khi mà mình sống con đường của bản ngã mà đi dưới đây nè, là cuộc sống đau khổ, khó khăn, phải làm, phải chỉnh thủ mọi thứ để tồn tại. Nhưng khi mình sống con đường của linh hồn của mình, nghĩa là mình khởi đầu ở đây, linh hồn mình kêu ok, bạn đi đến đây nè. Linh hồn mình đã đưa mục đích rồi, nhưng đi như thế nào phụ thuộc cho mình. Khi mình không hiểu, mình không nghe cái lương tâm của mình, không nghe cái cảm giác của mình, trực giác của mình, cảm nhận của mình, mình đi tùm lum tùm la hết trơn, đi lên đi xuống, đi quẹo đi ngược cái lại, đi tùm lum trong đây hết trơn, không có là toàn mỹ, không đi trên đường mà linh hồn hướng dẫn. Nhưng khi bắt đầu mình gọi là lắng nghe cái lại, mình chậm cái lại, cái đường mình đi càng ngày đó, cái chênh lệch cái đường linh hồn mình hướng dẫn càng ngày nó càng nhỏ, càng ngày nó thành một. Khi mình làm minh chứng bản thân của mình là hai cái lần này sẽ thành một. Trước khi mình làm minh chứng bản thân của mình, mình không nghe cái cảm nhận của mình, không nghe cái lương tâm của mình, cái chênh lệch mình đi rất là cao, có thể đi ngược xuôi cho đợi luôn rồi, chứ không phải mình đi tiếp theo đó. Tại vì mình không nghe cái lương tâm của mình, không nghe cái cảm nhận của mình, linh hồn lúc nào cũng có nói hết trơn, lúc nào cũng hướng dẫn của mình hết trơn, tại mình không chịu lắng nghe. Đó là lại sao người ta gọi là thiền, để giúp cho mình định tâm cho lại, giúp mình làm quan sát, giúp mình lưu ý những gì trong lòng của mình, trong cảm nhận của mình như thế nào để định hướng mình. Cái cảm nhận của mình, cái lương tâm của mình, nó định hướng mình, và cái bản ngã của mình, cái ego của mình, nó sẽ đi thực hành phù hợp trong hoàn cảnh trong thế giới 3D này. Chứ không phải cái bản ngã mình định hướng mình đi thế nào. Cũng như thầy chia sẻ, khi mình đi khi bạn lái thì lái xe, dù mình là người bác tài mình lái, nhưng người kế bên ông thầy hướng dẫn cái kêu mình quẹo trái như thế nào, và phải lúc nào, ngừng chỗ nào, đi đến chỗ nào,
thì linh hồn cũng hướng dẫn mình giống y hệt như vậy. Cái xác của mình, cái xe đó thôi à, và linh hồn thì hướng dẫn mình qua cái cảm nhận của mình, qua cái trực giác của mình, qua cái lương tâm của mình. Nên khi mình dùng lương tâm của mình làm cái GPS thì mọi thứ sẽ ổn thôi à. Khi mình không làm nghe cái cảm nhận của mình, lương tâm của mình, là mình sẽ thấy khổ, khó khăn, những trắc trở, trở ngại rất là nhiều. Đó là linh hồn cho mình biết bạn đi lộn đường rồi, đi quay trở lại đi. Đó là một cái chênh lệch, cũng giống như hình ở đây nè. Chênh lệch múc trên đây, mà linh hồn mình muốn đi đường ở đây, tại mình không nghe, mình đi đường này. Nên có nhiều trở ngại. Đó tại sao khi mà bạn sống thật cho bản thân của mình, làm theo cái cảm nhận của mình, con đường giống như là ông trời sắp xếp nó mở đi rất là suôn sẻ. Sống theo cảm nhận của mình, sống theo lương tâm của mình, mỗi con đường rất là suôn sẻ, mọi thứ sẽ đến tự nhiên thôi ạ. Nó khi mà không sống theo cảm nhận, lương tâm, mỗi cái mình tính toán rất là kỹ càng. Đó là tại sao tôi nói tính không bằng trời tính, con đường mình không suôn sẻ đâu. Nếu mình sống theo mục đích của linh hồn của mình, vũ trụ sẽ đưa đến những gì mình cần. Mình không cần có, không biết, mình sẽ cần yêu cầu vũ trụ sẽ đưa đến, vũ trụ sẽ mở con đường cho mình đi. Mình sẽ thuận theo tự nhiên, từ cơ ứng biến. Đó là gọi là đầu hàng vô điều kiện trong vũ trụ. Khi đó là bản ngã của mình không còn nữa. Đầu ngàn có nghĩa là thua, nghĩa là đầu ngàn là chấp nhận những gì đến. Tiếng Anh trong đạo Phật gọi là buông bỏ, không yêu cầu. Nghĩa là không phải là buông bỏ hết trơn, hay là buông bỏ là cái mong muốn. Để mỗi người khi hành động, họ có một kết quả mong muốn trong đầu óc, phải hiện ra như thế này nè. Phải là như thế này nè, mới gọi là đúng. Nhưng khi mình đầu hàng, buông bỏ, không có mong muốn gì, vô điều kiện của vũ trụ, nghĩa là dù kết quả như thế nào tôi cũng chấp nhận hết trơn. Tốt, không có xấu. Nó ra như thế nào tôi chấp nhận cái đó. Tôi từ cơ ứng biến tôi sống. Đó là một cái trải nghiệm. Đó là gọi là cái buông bỏ. Gọi là surrender. Không có mong muốn là phải kết quả như thế này tôi mới chịu. Không là no, no, no. Đó là vẫn còn bản ngã. Tại mình muốn định bản ngã, mình muốn định hướng mọi thứ. Đó là mình và linh hồn chưa nhất trí. Khi linh hồn và bản ngã mình nhất trí là nghĩa là ngày mai chạy kết quả như thế nào tôi không quan tâm, tôi sống hết mình, sống vui vẻ, mọi thứ là một cái chạy, tôi không có yêu cầu nó phải ra tỷ ra như thế nào. Nhưng không nghĩa là tôi không có thể sắp xếp làm cho những cái kết quả tôi thấy tôi mong muốn, dù nó không ra như tôi mong muốn tôi cũng chấp nhận. Đó gọi là đầu hàng vô điều kiện. Khi mà mình không chấp nhận những gì đang xảy ra, gọi là đau khổ. Đau khổ là những là không chấp nhận những gì đã xảy ra, mà nó kẹt trong cái quá khứ. Khi mình học được buông bỏ hết cái mong muốn mà chấp nhận vô điều kiện thì đau khổ không còn tồn tại. Nếu mình định nghĩa đau khổ nghĩa là mình không có chấp nhận những gì đã xảy ra, khi mình chấp nhận thì đau khổ không tồn tại nữa. Khi mình chấp nhận thì mới đối diện được, mới đi tiếp theo được. Khi không chấp nhận thì kẹt trong quá khứ, những cái băng điện mắt nó kẹt, đi sống qua hát lại một cái tuồng thôi, nó không đi tiếp theo được. Một nó kẹt trong quá khứ, nó kẹt trong tương lai, nó không ở trong hiện tại. Khi mình chấp nhận những gì đã xảy ra, mình bắt đầu từ cơ ứng biến đối phó, sống trong hiện tại, không bị kẹt. Thì mục đích thì cái chia sẻ hôm nay là cho người ta biết linh hồn của mình lúc nào cũng hướng dẫn của mình ở trên, cũng giống như mình khi lái xe, ông thầy ở bên ông đang nói chuyện với mình cần lắng nghe trong cuộc sống của mình qua cái cảm nhận, cái lương tâm, chứ không phải trong cái tiếng trong đầu óc mình nó nói ok mày phải làm như thế này nè, thì là ai dám nhắc nhở nói rõ ràng không? Thì ba mấy ngàn năm nay trong xã hội mình đang hướng dẫn mình, gọi là trí tuệ, gọi là cái đầu óc bản não của mình, là cái mental thinking đã định hướng nguyên thế giới. Bây giờ mình quay trở lại hồi xưa là cái cảm nhận sống và lương tâm của mình mới là cái con đường đi, chứ không phải còn cái bản ngã hay là cái đầu óc của mình nữa. Sống qua cái lương tâm để định hướng mọi thứ, đó là con đường của thế giới 5D sau này, và cái nền tảng thì cái đang tạo để mình bước đi con đường đó. Và thích cũng giải thích thêm, tại những gì mình đã chia sẻ này cũng đã chia sẻ trước đây rồi,
bị khác với lại một cái góc độ khác thôi. Thì ông nói trong cái hình này, đây là cái cơ thể của mình nè, cái linh hồn của cơ thể, cái linh hồn của mình và những cái linh hồn khác đã tạo ra linh hồn của mình hiện tại bây giờ, và những cái linh hồn khác đang tạo cái linh hồn này, như là cái linh hồn này gốc tạo linh hồn này, tạo thằng này, linh hồn này tạo ra cái xác này. Thì những gì thằng này làm trên đây nó sẽ quyết định vị trí thằng này dưới đây, mỗi cái quan hệ xung quanh hết trơn. Nghĩa là mình ở trong giai đoạn hôm nay nó liên quan với cái hành động và quyết định dù tốt hay xấu trước đây của mình. Thì mặt này nó có hai cái góc độ trong cái gọi là cái lineage, cái gia tộc á, cái hai bề mặt, cái mặt là gia tộc hay là cái mặt cái dạng cấp linh hồn của mình. Nhưng mà nói về gia tộc, ví dụ đây, cái này là tổ tiên của mình, mười mấy đời kiếp trước đây là tổ tiên của mình tạo cái gia tộc đi xuống đây là mình ngày hôm nay. Thật sự mình ngày hôm nay có thể là mình là người tổ tiên trước đây, nhưng mình đầu thai cho lại thành con cháu của mình sau này. Đó là một gốc độ và cái lineage, một cái gia tộc. Vậy đi con đường này, hay nói một nếu mà nói một cái góc độ khác gọi là dạng cấp linh hồn, nghĩa là linh hồn này nhỏ, đây thầy khác nói cái linh hồn này có những cái linh hồn nhỏ sống song 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 song. Ông không nói rõ ràng, nhưng nếu mà bạn học theo gọi là Kilanta của cô Asayana đi, là khi mình sẽ chia sẻ cái bản đồ cái dạng cấp linh hồn như thế nào. Nếu mà mình ở giai đoạn này, cái linh hồn nào ở trên đã tạo ra mình ở dưới đây, mình đã chia sẻ trước đây rồi, nhưng mà sẽ chia sẻ lại sẽ thấy một cái góc độ khác. Thì thầy khác cũng nói những kiến thức này á là rất là bình thường vì ông đã dạy. Đừng nói làm sao ông biết, thì tại cái này là kiến thức hồi từng rồi ông đã nói, ông đã nói từng rồi những kiến thức ông chia sẻ. Đừng nói ông từ đâu biết, tại vì ông lấy trong vũ trụ rất là bình thường, ông đã dạy nhiều nơi kiến thức này rồi và kiến thức này cũng có trong địa cầu này. Nhưng đó là cái chia sẻ, cái giáo dục của cụ Asayana là gì chi tiết hơn. Thầy Kết chỉ nói gợi ý thôi, không nói có đầu đuôi gì hết trơn, nên rất là dễ hiểu lầm và không có thể có nói được, và có thể mất mấy ngàn năm để hiểu. Thì hiểu được chi tiết hơn, nhưng để chi sâu sắc hơn thì phải đi học Kilanta và đi học một kiến thức khác của cô Asayana là đi là Iyata, khác của cô ta. Và những mấy người linh hồn mình ở đây, nếu mà linh hồn mình đã sống theo cái đủ điều kiện rồi, đi khỏi địa cầu này, cái lên vũ trụ là mình đứng một vị trí khác, hay là một cái góc độ khác. Nhưng mình quay lại ở đây, đây là linh hồn của mình. Nếu mà giống như mình nãy chia nãy cái quả cầu mà từ màu đỏ, màu cam, màu vàng, linh hồn mình lấy năng lượng vào từ từ trong môi trường, nâng cái tần số mình lên đến giai đoạn này là mình, nếu ở đây là 1, ở đây là 10, thì mình thúc năng lượng vào từ từ mình thành 10, là mình thằng này biến ra thành 1, thằng này là 100, thì thằng này số 10 hút đô năng lượng từ từ qua cái trải nghiệm, qua mỗi trường, qua thực phẩm và mấy nguồn gốc khác, thì anh ta sẽ biến từ 10 thành 100, thì anh biến thành 1 cái này. Đó là một con đường cầu tiến cho lại thành 1 cái nguồn gốc. Thì để hiểu được nước đó thì mình chia sẻ trước đây gọi là cái lineage, cái family tree của mình về linh hồn, dạng cấp linh hồn. Dạng cấp linh hồn, mình đang ở trong cái vũ trụ 1, gọi là trong thế giới 1D, 2D, 3D, ở màu vàng này là như vậy thấy. Và trong địa cầu của mình là Earth ở đây, thì cái linh hồn mình ở đây gọi là incarnate. Thì đúng như thầy Kesson nói, nó, nguồn gốc nó thì ở đâu đến? Ở trong vũ trụ 2, nó đến. Trong vũ trụ 2, mình, mẹ đã cầu mình ở trong vũ trụ 2, ở 5D gọi là Tower. Thì, thí dụ đi, ở đây mình gọi là Incarnate, mình không nhớ gì hết trơn, mình đã mất kết nối với vũ trụ, mình không có biết nguồn gốc, cũng như là uống cái mạng vô minh, cái mạng vô minh đó trong thế giới này, ở trong thế giới 5D là mình không có. Mà để biết được làm sao, thì một cái linh hồn của mình ở trong cái vũ trụ 2 nó tách cái thành hai phần, và cái phần thứ hai nó chia 12 phần, hai phần đó xuống trong vũ trụ 1. Thì trong cái địa cầu này, trong vũ trụ 1 có 12 phần của linh hồn của mình.
sẽ xảy trong trong thời buổi bây giờ là ok một phần, 2.000 năm trước có một phần, 3.000 năm sau có một phần, nó tách ra thành 12 phần. Thì 12 phần ở trong vũ trụ 1 cộng đến thành một phần ở vũ trụ 2. Thì ở vũ trụ 2 cũng giống như vậy. Vũ trụ 2 một có 12 phần của nó, thì ở trên gọi là cái oversoul, là ở trên đó cũng có, cũng giống như trong vũ trụ 2, một linh hồn đó tách ra hai phần, phần thứ hai nó chia 12 phần thành 12 cái soul ở dưới đây. Trong tiếng Anh, ở trong thế giới vũ trụ 1 gọi là incarnate, là khi đó là 11 phần nhỏ. Trong cái vũ trụ 2 gọi là linh hồn, gọi là soul. Trong vũ trụ 3 gọi là oversoul, là cái linh hồn lớn hơn. Mà oversoul này, 12 oversoul cộng lại thành một cái soul trên vũ trụ thứ tư của 10D, 11, 12D gọi là avatar. Ở trong 11, trong vũ trụ thứ tư là một trong cái giai đoạn cuối cùng khi mà mình có thể có một cái cơ thể vật chất, cái cơ thể trong cái hữu hình đi. Tại trong 13, 14, 15 là ánh sáng. Trong thế giới 13D, 14D, 15D là ánh sáng. Cho đó là một cái gọi là tâm thức chung. Và đến cao hơn 13, 14, 15D gọi là, tại trong 13, 14, 15 gọi là âm thanh. Trước khi âm thanh đó gọi là cái sound, cái gọi là cái âm thanh. Thì 13, 14, 15 là ánh sáng, xin lỗi. Và trên cái đó nữa gọi là một cái âm thanh. Cái âm thanh đó tạo ra cái ánh sáng. Ánh sáng nó sẽ tạo giảm tốc độ xuống, nó tạo những miếng hình thức trong thế giới 4D. 4D nó tách cái nhỏ hơn, nó giảm tốc độ xuống thành coi là oversoul trong vũ trụ 3. Vũ trụ 3 tách cái nhỏ hơn nữa thành trong vũ trụ 2 của 3, 4D, 5D, 6D. Thì trong vũ trụ 2 nó tách cái nhỏ hơn nữa, 12 phần. Ở trong cái vũ trụ 1 của mình hiện tại bây giờ có 12 phần. Nhưng mà nói trong tiếng Anh đó là partial universe, rồi nó tách ra thành nhỏ xuống. Chúng mình con đường tu hành là đi ngược cái lại, đi đến vũ trụ 2, 3, 4, 5. Tại con người là trong tiếng Anh, gọi là ascended master, cũng như cái từ minh sứ, cũng như cái từ tâm linh, nó bị ô nhiễm rồi, nó mất ý nghĩa của nó. Những người đã đi hết vũ trụ 1, 2, 3, 4 lên vũ trụ 5, lên chỗ âm thanh, đó là những người làm minh sứ. Trong tiếng Anuhari gọi là Adashi Adept, là những người đã đi qua cái trò chơi này rồi, từ múc tới đây, đi qua hết cái giai đoạn này, trở lại múc cái trên ở trong giai đoạn âm thanh, và họ quay trở lại họ chơi cho một lần nữa. Đó là những người gọi là Adashi Adept. Và cái từ trong thế giới hiện tại bây giờ ta biết gọi là Ascended Master, hay là Minh Sứ. Minh Sứ là những mấy người đã chơi cái trò chơi này level up hết trơn rồi, còn quay lại chơi tiếp nữa để hướng dẫn mấy người khác. Đó là những mấy cái linh hồn gọi là linh hồn già, cái trải nghiệm, cái hiểu biết, họ phát triển nhanh hơn. Cũng giống như mình chia ban đầu gọi là cái dạng cấp linh hồn, những mấy người có thể đắc đạo nhanh từ đến 1 đến 100 là những mấy người là linh hồn già, họ đi rất là nhanh. Những mấy người linh hồn trẻ có thể mất nhiều thời gian, họ có thể đến gọi là đến 40, 50 hay là 60 hay ngừng ở đó. Và đó cũng là mục đích linh hồn của họ, chưa đưa họ đến giai đoạn mà có thể làm minh sứ. Những linh hồn già đã đủ trải nghiệm, kinh nghiệm, họ có thể vào thế giới này có nhiều khả năng hơn mấy người khác. Tại vì họ đã chơi cái trò chơi này xong rồi, họ quay lại cái khả năng cơ bản ở đó. Dù họ mất trí nhớ, nhưng mà họ có thể nhớ lại nhanh hơn, họ có thể tu hành nhanh hơn, có thể phát triển nhanh hơn, ghép ADN trở lại nhanh hơn mấy người khác. Vì cái khả năng cơ bản họ đã mở cao hơn bình thường. Thì mình chỉ nói đến đây thôi, chỉ đơn giản để giải thích thêm những gì thầy các chia sẻ ở trước đây về gọi là cái gia tộc và cái dạng cấp linh hồn của mình, để cho mình biết cái vị trí. Và cũng giống mình nói hồi nãy gì đó, để mở rộng tâm thức, kiến thức là cũng là năng lượng. Khi bạn nghe kiến thức này là tâm thức của bạn đã biến đổi rồi, không còn trước đây nữa. Dù bạn hiểu hay không, bạn đã lấy được cái tài liệu này, cái năng lượng này, là cái tâm nhìn của bạn đã khác hơn trước đây. Tâm thức đã mở rộng hơn rồi. Đó là sao thầy Kết nói elevate the soul of other people. Khi bạn chia sẻ kiến thức này, bạn đã nâng cấp linh hồn của họ rồi. Nâng cấp như thế nào? Thì kiến thức là năng lượng. Kiến thức là năng lượng. Khi họ lấy kiến thức này, nghe kiến thức này, họ hiểu hay không, là họ đã biến đổi rồi. Họ nghe càng nhiều, hiểu càng nhiều, hay dùng năng lượng nghe càng nhiều, là bạn thu hút năng lượng càng ngày càng nhiều, càng dần dần
đến tâm thức mình sẽ mở rộng. Đến giai đoạn nào bạn có thể gọi là làm minh chứng bản thân của mình lên cái lá bộ 91, cũng như mình chia sẻ hồi nãy trong cái coi là đấu đa lại lục, những cái nhận cấp linh hồn làm sao mà giúp cho mình đi đến giai đoạn 91 thành gọi là đấu la đại lục. Những mình chia sẻ ban đầu này, quay trở lại dễ hơn. Đây nè, cái dạng cấp gọi là phong hào đấu la 91-100, đó là bạn đã gọi là đắc đạo hay là gọi là thất tỉnh rồi đó. Khi bạn hoàn thành giai đoạn thất tỉnh, bạn đến gọi là 91, bạn bắt đầu làm minh chứng bản thân của mình, sống có ý thức hơn và nhận thức hơn. Để đến giai đoạn này, bạn phải thu hút năng lượng vào một thời gian dài, dù đó mười mấy kiếp, 1000 kiếp hay gì đó, đến giai đoạn này. Và cái công nghệ plasma, cái công nghệ gen sẽ giúp bạn mở rộng tâm thức nhanh hơn, buông bỏ nhanh hơn và nâng tầng số bạn lên. Tại đến giai đoạn này là đến giai đoạn chu kỳ mỗi người phải lên lớp. Tại vì khoảng một chu kỳ 26.000 năm là đến giai đoạn mà chấm điểm đó, mỗi người phải lên lớp. Trong 26.000 năm đó, mỗi người có thể trải nghiệm lấy năng lượng vào mỗi trường và học hỏi và đủ thứ hết trơn. Sau 26.000 năm là hết cái chu kỳ của và là cái hình như là cái hệ mặt trời bạn đi qua cái thiên hà một vòng là 26.000 năm, trên đó bạn phải lên lớp rồi. Bây giờ ai cũng phải làm, có thể làm minh chứng bản thân của mình ở trên, ai cũng có thể đạt chính đến cấp 91 hết, nhưng chậm hay muộn thôi. Những mấy người mà không muốn đạt đến cấp 91 hay là lấy chưa đủ năng lượng trong vũ trụ hoặc thoát khỏi thế giới này, qua bị già chết, tai nạn giao thông chết, bị bệnh chết, bị khổ đau là chết, vì họ chưa đến, chưa đủ lấy năng lượng để lên lớp, hay là họ bỏ cái xác này để khi mà họ đi trong trải giai đoạn linh hồn, họ có thể lấy năng lượng nhiều hơn. Không nhất thiết phải ở có cái xác này để thu hút năng lượng, họ có thể gần đến mức rồi mà chưa đủ, họ bỏ cái xác này đi vào cái linh hồn của họ để thu hút năng lượng nhanh hơn, để đủ điểm để lên lớp trong vũ trụ hai. Nên chết không phải là kết thúc, chết chỉ là một cái giai đoạn khác thôi, là chết là khi linh hồn của mình học đầy đủ rồi nó bỏ cái xác này. Chết là trong giai đoạn mình là linh hồn đã trưởng thành, ok tôi học học hỏi đầy đủ trong cái vũ trụ này rồi, trong cái kiếp này gọi tôi không cần nữa nên tôi rút lui, đó là gọi là trưởng thành của linh hồn. Cũng như là mình ở trong cái bụng mẹ của mình đó, sau 9 tháng đủ trưởng thành bước ra cái thế giới này, thì trong cái cuộc sống của mình là một trong cái bụng mẹ của mình, là cái linh hồn mình đang gọi là mang thai đi, trong cái bụng mẹ mình mất 9 tháng mới ra được, thì trong cuộc sống của mình mất 90 năm cho cái linh hồn mình đủ trưởng thành đi khỏi thế giới này, bước vào thế giới khác. Thì trong thế giới của bụng mẹ mình bước ra trong thế giới trí này, thì trong cái thế giới này mình khi mình chết là mình bỏ cái xác này, mình bước vào cái thế giới vô hình của thế giới linh hồn của mình trả lời cái gì trước đây, đó là linh hồn trưởng thành. Thì mình muốn chỉ chia sẻ với đây thôi, tại trong cái hội thảo 333 thầy các chỉ nói chứ không có chia sẻ nhiều, không có giải thích cho người ta hiểu biết làm sao kết nối với linh hồn của mình, làm sao hiểu biết được. Phải đừng có sống vật chất quá mà phải nghe ông, dù ông không nói rõ ràng là mình nói qua cái cảm nhận của bạn, của mọi người cảm nhận đi, học cảm nhận, học lắng nghe bản thân của mình. Mình lúc nào cũng kết nối với vũ trụ và linh hồn ở trên, chứ không phải tại vì mình đang bị định hướng qua xã hội và cái gọi là cái suy nghĩ mà không nghe lương tâm, mà không biết định nghĩa như thế nào, thì sống chân thật với bản thân của mình và cái cảm nhận của mình là sống cũng được với linh hồn của mình thôi. Nó đơn giản như vậy, nó không có phức tạp, đừng làm nó phức tạp quá. Sống chân thành trong sáng, trả lời nguồn gốc trong sáng, đơn thuần là sống theo cái cảm nhận, lương tâm tốt cho người ta, tốt cho người tôi, chứ không phải tốt cho tôi mà mặc kệ người ta như thế nào. Đó là sống con đường, cũng có một con đường lựa chọn trong vũ trụ, gọi là sống để phục vụ bản thân của mình qua điều kiện mấy người khác, qua cái thiệt thòi của mấy người khác, đó là service to self. Đó mà cũng một con đường đi, nhưng đó là một con đường đi lấy năng lượng ở xung quanh, chứ không phải đi con đường thuận tự nhiên của vũ trụ. Bạn muốn chọn con đường nào cũng được hết trơn,
con đường thuận tự nhiên khi bạn đi là có thể nâng tần số bạn lên, trả lại nguồn gốc thành nguyên dạng. Bạn đi con đường gọi là phục vụ cho bản thân của mình, điều khiển môi trường xung quanh, là bạn đi trở lại vũ trụ thành cho bụi. Tại vì bạn khi mà bạn không có thể lấy năng lượng trong môi trường nữa, bạn sẽ nổ tung thành cho bụi. Bạn cũng trả lại nguồn gốc, cũng trả lại không thành nguyên dạng. Đó là một đường khác chúng ta đi. Đó là bản chất của vũ trụ này, cái vũ trụ này mà cái thiên hà này và cái địa cầu này. Tại vì 60 mấy% của bạn, năng lượng của bạn là đi một chiều vậy, chỉ 30 mấy% đi đúng chiều thôi. Khi bạn đi vào phía trong đối với tâm ma của mình, là mình đổi cái tinh lệch, cái tỷ lệ đó. Khi mình đối diện bản thân của mình, buông bỏ những cái suy nghĩ giới hạn, những cảm xúc tiêu cực, những cái ám ảnh trong lòng, là mình biến 60 mấy% ngược chiều của đó, ngược giảm xuống từ 60, 50, 40, 30, nâng cái 30 mấy kia thành 40 mấy, 50 mấy, 60 mấy. Cái đó là khi bạn đến phần nào đó, cái đường đi, cái năng lượng đúng chiều của vũ trụ cao hơn, cũng như là 60 mấy, 70 mấy, 80 mấy, bạn bắt đầu làm minh chiếu bản thân hơn. Bạn được có thể tự chủ về cơ thể này, bạn không bị cái năng lượng tiêu cực nó kéo xuống. Đó là cái quá trình tổ tiến và quá trình đối diện bản thân của mình, đối diện tâm ma của mình, buông bỏ những hết mấy cái thứ đó. Tại vì khi mà bước vào địa cầu này, bạn mình đã thiệt thòi rồi. Tại vì địa cầu này đã bản chất cơ bản của nó đã 60 mấy% đi ngược chiều rồi. Những kiến thức tâm linh bạn chia sẻ, bạn thấy trên những mảng này, đa số là phần đi đường phục vụ bản thân thì bạn không hiểu thôi. Đa số mấy phương pháp đó, đường đó là đi năng lượng ngược chiều vũ trụ thôi, hết trơn rồi. Bạn phải nhận thức được cái khác biệt cái năng lượng và con đường đi. Khi mà sống chân thành bản thân của mình, mùa học đối với cái tâm ma, thì mình sẽ đấu đá cân bằng cái tỷ lệ đó. Làm sao mà biến cái 30 mấy% của mình thành 60 mấy, 70 mấy, 80 mấy. Đó là cái cách buông bỏ đối diện. Và công nghệ Cash Flash mà công nghệ kia sẽ giúp cho mình cái điều đó, để cân bằng, để buông bỏ dễ dàng hơn, để làm minh chiếu bản thân của mình, để mình có thể tham gia cộng đồng vũ trụ. Khi mình không làm minh chiếu bản thân của mình, sẽ không có thể tham gia cộng đồng vũ trụ được đâu. Đó là một cái điều kiện cơ bản. Ok, mình chia sẻ đến đây thôi và sẽ kết thúc. Sau này mình sẽ chia sẻ thêm. Tại vì mấy kiến thức này mà mình đã chia sẻ nhiều lần rồi, thì khác cũng chia sẻ nhiều lần, chỉ biến đổi nó một chút xíu, không có gì mới mẻ hết. Cảm ơn mọi người.